Thưa quý vị, đồng hành với chúng ta trong chuyên đề làm đẹp ngày hôm nay, xin được giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Vương Khánh Long, hiện là giám đốc phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ bác sĩ Long. Trước hết Tuyết Vinh cảm ơn bác sĩ đã cùng đến với chương trình hôm nay ạ. Chào Tuyết Vinh và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và hiện nay chúng ta thấy là riêng với việc cải thiện vòng 1 thôi thì đã có rất nhiều những kỹ thuật, những phương pháp làm đẹp khác nhau. Và một trong số đó ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là phẫu thuật nâng ngực nội soi. Các chị em phụ nữ có thể hiểu phương pháp này cụ thể như thế nào? Trước đây thì người ta không có sử dụng nội soi, ứng dụng nội soi vào trong nâng ngực thì người ta sẽ có những cái kỹ thuật là mổ mở. Bởi vì chúng ta biết rằng khi nâng ngực thì chúng ta sẽ có 3 cái đường để chúng ta phẫu thuật. Đường thứ nhất là đường nách, đường thứ hai là đường ở quần ngực và cái đường thứ ba là cái đường dưới chân ngực. Đó là những cái đường nó giấu sẹo tốt nhất. Và hiện nay thì do có nội soi cho nên người ta đưa nội soi vào và người ta sử dụng một đường mổ duy nhất, đó là đường mổ từ nách. Thỉnh thoảng thì người ta có sử dụng cái kỹ thuật từ ở dưới chân ngực lên. Còn cái đường mổ ngay quần ngực á thì không phải là thuộc cái nhóm đường mổ nội soi. Thì đường mổ nội soi nó có cái gì hay, có cái gì tốt hơn? Thứ nhất là chúng ta sử dụng cái đường mổ cũ, đường mổ theo kỹ thuật truyền thống đó, thì chúng ta sử dụng dụng cụ và chúng tách, thì phải nói đây là kỹ thuật tách mù. Khi mà đưa cái tay và cũng như đưa kỹ thuật vào tách đó, thì người ta cũng dựa vào những cái mốc về giải phẫu học để người ta tách làm sao cho nó đúng lớp và hạn chế cái vấn đề chảy máu. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái kỹ thuật này cũng là kỹ thuật tách mù, có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy, chúng ta chỉ dựa vào cảm giác của phẫu thuật viên. Thì cái người nào họ có cái kỹ năng tốt cũng như cái kinh nghiệm tốt thì họ cũng có thể giải quyết được cục mổ mà không gây tổn thương quá nhiều cho các thần kinh mạch máu ở vùng ngực. Tuy nhiên, nếu như chúng ta có nội soi thì chúng ta làm cái kỹ thuật này một cách hoàn toàn chính xác. Là bởi vì sao? Chúng ta nhìn thấy, và khi mà mổ nội soi thì chúng ta đi một cái đường mổ vào những cái đúng vào những cái lớp chính xác và chúng ta tách chính xác. Do đó là nó tránh được tổn thương mạch máu và thần kinh. Cái khoang mà chúng ta bóc tách nó cũng chính xác. Thay vì chúng ta tách mù thì chúng ta nghĩ là đưa dụng cụ vào thì tới đó là được. Nó xảy ra một số cái hiện tượng là sau khi đặt túi ngực xong, bên cao bên thấp, hoặc là cái khe ngực không đẹp, là bởi vì khi mà chúng ta tách mù mà. Còn khi mà chúng ta sử dụng nội soi thì chúng ta chính xác được, và chúng ta tại vì trước khi làm thì chúng ta đã có đo vẽ, chúng ta tính toán rồi, và như vậy thì càng chính xác thì chúng ta sẽ càng đạt được cái độ thẩm mỹ. Và để cho dễ hiểu hơn thì quý vị có thể hình dung là nội soi có nghĩa là chúng ta đưa một chiếc giống như là camera nhỏ vào trong cơ thể của mình để các bác sĩ từ bên ngoài có thể quan sát thấy. Và như vậy thì thực hiện phẫu thuật nó sẽ hiệu quả và chính xác hơn. Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn một chút quy trình của một ca phẫu thuật nâng ngực nội soi sẽ được tiến hành như thế nào ạ? Cái điều trước tiên là bác sĩ phải khám và tư vấn, là bởi vì khi mà chúng ta nâng ngực á, thì chúng ta cũng phải tính toán được cái kích cỡ của túi ngực. Thí dụ người này ở chiều cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký, và chúng ta đo đạt trên cái chiều ngang của khuôn ngực á, thì sau đó chúng ta sẽ tính toán ra cái cỡ túi cũng như một cái loại túi mà nó phù hợp. Cái việc mà phẫu thuật viên chọn được một cái túi ngực mà nó chuẩn, nó chính xác, nó phù hợp với cái người đó thì cái người đó đã thành công được khoảng 60% rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ còn 40% là về mặt kỹ thuật thôi. Kế đến là cái việc chọn đường mổ. Sau khi khám xong và thấy người này đầy đủ sức khỏe thì lúc đó thì chúng ta sẽ chọn cái phương pháp mổ. Phương pháp mổ thì ở những khu ngực khác nhau thì chúng ta có thể chọn những cái đường mổ khác nhau. Sau khi chọn đường mổ xong thì tiến hành cuộc mổ làm ngực á, gần như 100% là chúng ta gây mê. Và cũng phải có một cái đường mổ nhỏ. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái thiết bị nội soi vào cái đường đó, cái camera vào cái đường đó. Và cũng phải dùng những cái dụng cụ đặc biệt để chúng ta có thể chúng ta tạo một cái khoang. Khoang để nó có cái chỗ trống để chúng ta có thể đưa cái túi ngực vào được. Người ta gọi cái túi ngực là gọi implant cũng được, đưa vào. Và cuối cùng thì chúng ta cũng may thẩm mỹ lại để tránh sẹo. Nếu bác sĩ khéo tay một cái đường may đẹp thì khoảng chừng 3 tháng
thì chúng ta sẽ không thấy sẹo nữa. Bên cạnh việc có thể giải quyết được những hạn chế so với phương pháp phẫu thuật cũ, thì phẫu thuật nội soi có giúp mất ít thời gian nghỉ dưỡng hơn hay không, hay là vết mổ có nhỏ hơn hay không bác sĩ? Thật ra thì vết mổ nhỏ thì nó cũng có một cái giới hạn. Thông thường thì một cái đường mổ chuẩn tiêu chuẩn nó cũng phải 3 cm để đưa túi ngực vào. Chứ còn nếu như chúng ta chỉ có nội soi không thôi, tách khoang không thôi, thì 1 cm là đủ. Là bởi vì 1 cm là chúng ta đưa cái ống vào là theo cái đường 1 cm đó là chúng ta thao tác được rồi. Cái thứ hai, Tiến Vinh hỏi về vấn đề hồi phục. Thì nếu như cái cuộc mổ mà chúng ta tiến hành chính xác á, và không có gây tổn thương nhiều á, thì đương nhiên cái hồi phục nó cũng sẽ nhanh hơn, sớm hơn. Và quá trình hậu phẫu sau khi mổ á, nó cũng đỡ đau nhiều hơn. Là bởi vì khi mổ truyền thống mà chúng ta đi không đúng lớp, hoặc thì chúng ta làm nó tay quầy ra thì sau mổ chắc chắn là phải đau nhiều hơn và phải nói là chảy máu nhiều hơn. Một điều mà có lẽ là rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm nữa đó là khi mà chúng ta đặt túi ngực như vậy thì hiệu quả sử dụng có thể kéo dài trong bao lâu thưa bác sĩ? Hiện nay thì không có một con số chính xác nào cho cái túi ngực này, là bởi vì có những người xài đến khoảng 10 năm hoặc là 20 năm chẳng hạn. Bởi vì khi mà người ta sản xuất cái túi ngực á, thì người ta cũng đã tính cái độ tương thích đối với cơ thể người, đối với cái túi ngực này. Và nếu như cái độ tương thích nó kém quá, nó xài cái thời gian ngắn quá, thì đương nhiên cái hãng túi ngực này sẽ không có bán được và không có bác sĩ nào dám xài. Do đó thì người ta tính toán cái độ tương thích, người ta cũng đã làm ở một cái độ tương thích rất là tốt rồi. Và có những hãng túi ngực được, thậm chí được FDA người ta công nhận là nó an toàn nữa. Tuy nhiên thì có một số cái trường hợp ít là cơ thể chúng ta không chịu cái cấu tạo của cái túi ngực đó. Nó sẽ sản sinh ra một cái loại chất, một cái hợp chất, nó cũng không làm gì có hại cả, nhưng mà âm thầm sản xuất ra một cái chất để bám lên trên cái bề mặt của túi ngực, giống như là màu trắng. Mà khi mà chúng ta mổ ra thì nó giống như là cái cơm dừa đó, cơm dừa, cái cơm dừa non á, cái trái dừa non á, thì nó bám lên cái bề mặt túi đó, nó bao xung quanh như thế này và nó làm cho không còn mềm mại nữa sau một thời gian sử dụng. Thí dụ sớm thì khoảng 3 năm, 2 năm, chậm thì có khi 5-6 năm, nó hoặc 10 năm thì nó bị cứng. Và khi đó thì chúng ta phải thay cái túi, và chúng ta phải giải quyết cái lớp đó đi. Cái lớp gọi là, người ta gọi là bao sơ, phải bóc bỏ bao sơ đi, và chúng ta đặt túi mới thì nó vẫn mềm mại. Do đó thì nếu mà nói về tác hại hay là cái gì đó khi mà chúng ta sử dụng lâu dài thì không có. Chỉ có là nó không có được thoải mái khi mà cái vòng một chúng ta càng ngày càng cứng đi, thì nó không còn thoải mái, không còn tự nhiên nữa, thì chúng ta chỉ vì cái vấn đề đó thôi. Xin cảm ơn bác sĩ Long với những chia sẻ cùng quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay, và chúc bác sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn Tiết Vinh và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình.